Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Điện Việt Nam. Mình là Thành, mình là admin của Điện Việt Nam. Ngày hôm nay Thành sẽ giải đáp câu hỏi của một bạn. Bạn ấy gửi về kênh YouTube của Hội Điện Việt Nam. Thì bạn ấy có hỏi Hội Điện Việt Nam đó là cái ký hiệu mà bạn ấy khoanh tròn trên bàn vẽ này, ký hiệu là gì? Thì mình cũng xin phép được trả lời luôn, đó là ký hiệu của máy cắt hợp bộ cho mọi người nha. Loại máy cắt hợp bộ này chính là cái loại máy cắt mà nó sẽ thay thế máy cắt và dao cách ly. Tức là gì? Tức là khi mà nó đưa cái máy cắt ra bên ngoài thì cái phần cách ly giữa phần thanh cái và phần má dưới của máy cắt thì nó sẽ cách ly ra, nó cũng không cần phải kết hợp với dao cách ly để chúng ta tạo khoảng trống, khoảng hở có thể nhìn thấy được. Thì đó là cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Nếu mà các bạn cảm thấy điều chia sẻ của mình bổ ích thì đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ kênh YouTube của Hội Điện Việt Nam nha. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye tất cả mọi người. Nếu bạn thấy video bổ ích, hãy like và chia sẻ cho mọi người. Đừng quên đăng ký và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé.